Xin chào các bạn. Tiếp tục diễn biến bộ phim Thế giới hoàn mỹ, nhóm người Thạch Hạo đã thoát ra khỏi bụng của rồng. Nơi tiếp theo đi tới đã có rất nhiều người chờ sẵn. Mỗi người đều ngồi trên một cánh hoa sen. Thấy Thạch Hạo còn sống ra ngoài, đám người xung quanh liền suy đoán những người này chắc chắn là cao thủ tuyệt đỉnh, không nên trêu chọc đến thì hơn. Càng tiến vào trong, áp lực giáng xuống càng lớn. Thấy bọn họ khó mà tiến lên, Thạch Hạo đề nghị mọi người đi lên đóa hoa sen chờ đợi. Còn mình thì tiếp tục tiến về phía cánh cửa thăm dò. Lúc này có một tên tu sĩ nhỏ một giọt máu xuống đài hoa sen. Hành động này khiến cho Lam Nhất Trần cũng thắc mắc. Hắn còn tưởng tên này đang nghĩ quẩn định tự sát. Gã ta giải thích rằng mình đang ngộ đạo. Gã phát hiện chỉ cần dùng máu tầm bổ đài hoa sen thì có thể nghe được diệu pháp kinh văn. Những người khác nghe vậy cũng làm theo, kết quả đúng như lời gã ta nói. Nhưng mà một giọt lại chỉ có thể nghe được một câu. Nếu là kinh văn phức tạp thì dùng hết tinh huyết trong người cũng không đủ để đổi. Về phần Thạch Hậu, cậu rất nhanh cũng đi tới trước cánh cổng. Sau khi nhìn thấy có người vượt lên trước thì đám người ngồi trên đài hoa sen vẫn rất thong dong, không muốn tiến lên. Hỏi ra thì biết cánh cổng này đã bị phong ấn, bọn họ đang chờ thêm người đi tới. Chờ tích lũy đủ nhân thủ thì mới có thể phá phong ấn ở phía cửa động. Hiện tại đã có hơn 20 người, bọn họ quyết định thử sức phá phong ấn. Tất cả đồng loạt phóng xuất sức mạnh tấn công vào cánh cổng. Tiếc rằng, phong ấn cấm chế lại cực kỳ khó phá hủy. Đúng lúc bọn họ yêu cầu dừng tay thì một nữ tử đã xuất hiện. Nàng ta được gọi là Long Nữ, thiên tài cổ đại, dáng vẻ trong mắt Thạch Hạo được coi là mập mạp. Long Nữ đề nghị cứ tiếp tục tấn công. Có sự hỗ trợ của nàng ta, phong ấn trên cánh cửa nhanh chóng bị công phá. Mọi người lập tức lao vào bên trong. Phía đằng sau cánh cửa là một khu vực đổ nát. Dưới đất có rất nhiều chuột đi lại. Tất cả những người tiến vào đều chạy đi tìm bảo vật. Ban nãy chỉ là hợp tác tạm thời, bây giờ mỗi người trong số bọn họ đều trở thành đối thủ lẫn nhau để tranh giành bảo vật. Ngoài trừ bảo thuật của 10 đại hùng thú thì ở đây cũng có rất nhiều bảo vật. Mọi người nhanh chóng tranh giành. Một tên thanh niên may mắn lấy được một cái túi càn khôn, có vẻ như bên trong túi đang cất giấu rất nhiều bảo vật. Hắn ta chưa kịp vui sướng thì túi càn khôn đột nhiên biến mất. Những người khác cứ tưởng rằng hắn ta đã giấu đồ vào trong người nên lập tức lao đến tranh đoạt. Thạch Hạo tìm được một cái vỏ ốc phát sáng. Đây là bảo vật cực kỳ lợi hại, chỉ cần thổi vỏ ốc này, tất cả địch thủ ở đây cũng không đủ sức ngăn cản. Lúc này cũng có vài người nhìn thấy vỏ ốc, bọn họ lao tới tranh giành. Người giành được chiến thắng là một người đàn ông trung niên. Thạch Hạo yên lặng đợi cho đối phương sắp lấy được vỏ ốc mới ra tay. Cậu thi triển luân hồi chi lực đánh úp. Ông ta biết mình gặp nguy hiểm nên lập tức bỏ của để chạy giữ mạng. Thạch Hạo thừa cơ hội lao tới đoạt lấy bảo vật, nhưng còn chưa kịp cầm vào tay thì đã bị trúng một đòn tấn công khiến cơ thể bay ra ngoài. Người vừa động thủ chính là Long Nữ. Hóa ra nàng ta cũng đang ẩn nhẫn chờ Thạch Hạo ra tay, giống như cái cách mà cậu chờ lão già kia vậy. Lão ta biết hai người này đều có thủ đoạn cao siêu, không thể cạnh tranh nên chỉ có thể đi tìm cơ duyên khác. Thạch Hạo rút ra trường thương rồi lao lên tranh đoạt. Long Nữ ngưng tụ ra vô số mũi tên băng tấn công. Những chiêu thức tầm thường này căn bản không thể tạo được chút tổn thương nào cho cả hai bên. Sau màn giao thủ nhẹ nhàng, cả hai đều đồng loạt lao về phía vỏ ốc, nhưng trước khi chạm tay vào được nó thì vỏ ốc đã biến mất không dấu vết. Thạch Hậu cảm thấy thắc mắc, nếu đã là tạo hóa để lại cho hậu nhân thì tại sao không ai có thể lấy được? Long Nữ thì cho rằng cậu làm trở ngại nên vỏ ốc mới có cơ hội bỏ chạy. Trong lúc hai người đang cãi lộn thì một nhóm người lại xuất hiện. Bọn họ nghĩ rằng Thạch Hạo và Long Nữ đã lấy được cái vỏ ốc nên yêu cầu hai người giao bảo vật ra. Đáng tức giận thì lại có người tới kiếm chuyện. Thế là Long Nữ lập tức ngưng tụ sức mạnh định đập cho đám người kia một trận no đòn. Tên cầm đầu nhóm người kia cũng không phải dạng tầm thường. Một mình hắn xông đến đánh ngang tay được với Long Nữ. Về phần Thạch Hạo, cậu không xen vào cuộc chiến làm gì. Điều quan trọng hơn là đi tìm cơ duyên khóc. Nhìn vào trong góc thấy có một gốc linh thảo. Nhưng vừa mới hái lên thì linh thảo lại biến mất không dấu vết. Đúng là quá kỳ lạ. Long Nữ sau khi bị ba người đàn ông đánh hội đồng thì cũng chịu thua thiệt. Trùng hợp là cơ thể lại bay về phía Thạch Hạo. Như một phản ứng, Thạch Hạo lập tức giơ tay đỡ lấy nàng ta. Hành động này không có gì là sai. Cái sai ở đây là bàn tay lại đỡ trúng nơi khá nhạy cảm. Thạch Hạo thản nhiên giải thích rằng đây chỉ là hiểu lầm. Miệng thì nói là như vậy, nhưng trong lòng lại nghĩ khác. Cậu cảm thấy cô gái mập này cũng săn chắc đó, chắc là sẽ không bị thương. Điều bất ngờ là nàng ta lại có thể nghe được suy nghĩ trong lòng Thạch Hạo và biết được tiểu tử này gọi mình bằng những từ ngữ như mập mạp, săn chắc. Long Nữ càng thêm điên tiết, thế là nàng ta quyết định sẽ dạy cho Thạch Hạo một trận. Cậu đoán rằng nữ nhân này có khả năng đọc thấu nội tâm.
Đối mặt với nàng ta phải khống chế được tâm tư, chứ để cho đối thủ đọc hết được suy nghĩ thì làm sao mà đánh nổi. Vì đã có chuẩn bị nên Long Nữ không làm gì được, thấy nàng ta bạo phát sức mạnh muốn chơi liều, Thạch Hạo cũng lên tiếng uy hiếp. Đúng vào lúc này, cậu lại bất ngờ bị tấn công, hung thủ chính là con chuột. Mọi người ngỡ ngàng nhận ra không phải con chuột biến thành khổng lồ mà tất cả mọi người ở đây đều bị biến nhỏ lại. Ban nãy, chỉ cần đạp nhẹ là con chuột đã bị đánh sấp mặt, giờ thì một vả của nó cũng đủ để lấy đi tính mạng của bất cứ ai ở đây. Không ngừng dẫn người tiến vào, bảo vật cũng không thể lấy, Thạch Hạo biết rằng đây chính là cạm bẫy. Nơi này căn bản không có cơ duyên mà chỉ là nơi tử địa dụ những người khác tiến vào. Rất nhanh sau đó, đàn chuột cũng lao tới tấn công. Mọi người hoảng sợ bỏ chạy nhưng vì đã bị thu nhỏ xuống quá nhiều nên tốc độ cũng chậm hơn. Lần lượt từng người bị làm thịt, Long Nữ thấy tình thế không ổn rồi liền quyết định xông lên liều mạng và suýt chút nữa trở thành thức ăn cho bọn chúng. Chẳng biết là Thạch Hạo làm cách gì mà điều khiển được một con chuột nghe theo lời mình. Cậu điều khiển nó lao đến giải cứu mỹ nhân. Dù nàng ta rất không muốn ngồi lên lưng chuột nhưng mà cũng hết cách. Lúc này cửa hàng lại có dao động kỳ lạ. Tưởng rằng đó là lối ra, ai ngờ đầu lại là cạm bẫy. Ngay sau khi tiến lại gần, nhiều cái phù văn lập tức xuất hiện. Phù văn phóng ra vô số luồng kinh lực, chỉ cần bị chúng chiêu là sẽ mất mạng. Rất nhiều người bị luồng kiếm khí hạ sát. Huyết khí của bọn họ bị rút ra ngoài cơ thể rồi đưa vào một cái vòng xoáy. Thạch Hạo và Long Nữ bị vô số kiếm khí tấn công. Cậu ta phải tạo ra một cái kết giới để ngăn cản, sau đó ném đà thần thạch vào vách tường. Tuy rằng đà thần thạch có hơi nhiều miệng, nhưng mà năng lực của hắn ta lại rất được việc. Vách núi bị đâm thủng một cái lỗ, Thạch Hạo nhờ vậy mà thoát được ra ngoài. Đi theo phía sau là vô số công kích. Đám người bên ngoài thấy vậy cũng bỏ chạy tán loạn. Thạch Hạo yêu cầu nhóm người Lam Nhất Trần chui vào trong lò luyện đan tránh né trước. Vách đá bên ngoài khác với trong động, đà thần thạch không ngăn cản được. Đúng lúc chưa biết nên đi đâu về đâu thì người đàn ông trung niên lại chủ động bay lại gần. Ông ta có la bàn có thể suy đoán ra lối thoát, điều kiện là hai người phải bảo vệ ông đi ra ngoài. Đến đây thì diễn biến bộ phim khép lại. Điều gì sẽ chờ đón Thạch Hạo ở phía sau cánh cổng sinh tử? Các bạn hãy cùng chúng mình đón xem nhé! Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video sau.